chào mừng các bạn đến với cuốn sách The Power, Sức Mạnh. Đây chính là cuốn sách dẫn dắt bạn đến với sức mạnh lớn nhất trong vũ trụ. Sức mạnh giúp bạn đạt được mọi điều bạn muốn. Nghe sách nói là một trong những cách giúp bạn tiếp cận với tri thức của những vĩ nhân và những người thành công nhất trên thế giới một cách dễ dàng. Cuốn sách được viết bởi tác giả Rhonda Byrne, Nguyễn Quang Ngọc dịch, nhà xuất bản Lao Động. Chúc các bạn nghe sách nói vui và nhớ nhấn vào subscribe và hình quả chuông bên dưới để nhận được những video sách nói tiếp theo. Sức mạnh và bạn. Sức mạnh giúp chúng ta sống hạnh phúc, có được những điều tốt đẹp, và mọi thứ chúng ta cần nằm ngay bên trong mỗi chúng ta. Sức mạnh ấy vẫn luôn ở đó, một sức mạnh vô biên. Robert Jolyer, tác giả Trường phái tư duy mới, 1885-1950. Mọi thứ đều có tần số, tất cả mọi thứ, từng lời nói đều có tần số, từng âm thanh, từng màu sắc, từng trái cây, con vật, thực vật, khoáng sản, các tất cả vật chất đều có tần số riêng của nó. Mỗi loại thức ăn và nước uống đều có tần số. Mỗi địa điểm, thành phố và quốc gia đều có tần số. Không khí, lửa, đất và nước cũng đều có tần số. Thậm chí tên của bạn cũng có tần số. Nhưng tên gọi thật sự cho tần số của bạn lại là những gì bạn đang cảm thấy. Dù cảm xúc của bạn ra sao, đó cũng là điều đang mang mọi thứ đến với cuộc đời bạn. Những thứ ở cùng tần số với bạn, khi bạn cảm thấy hạnh phúc và cứ cảm thấy hạnh phúc như thế, thì chỉ những người, những hoàn cảnh và sự kiện hạnh phúc mới có thể bước vào cuộc sống của bạn. Nếu bạn cảm thấy căng thẳng và cứ thấy căng thẳng như thế, bạn chỉ thu hút thêm năng lượng căng thẳng đến với cuộc sống của mình, thông qua những người, hoàn cảnh và sự kiện. Bạn hẳn đã thấy trường hợp kiểu ấy. Bạn đang vội vã vì trễ một cuộc hẹn. Vội vã là cảm xúc tiêu cực. Và chắc chắn khi bạn vội vã và cảm thấy lo sợ vì đến trễ, chính bạn đã tự mang lại mọi chướng ngại và vật cản vào đường đi của bạn. Đó là luật hấp dẫn đang vận hành trong đời bạn. Bạn có hiểu việc bắt đầu ngày mới với những cảm xúc tốt đẹp quan trọng đến mức nào hay không? Nếu bạn không dành thời gian để cảm thấy tốt đẹp, bạn không thể nào nhận được điều tốt đẹp trong ngày. Và mỗi khi những điều tiêu cực xảy đến, bạn sẽ phải tốn rất nhiều công sức, nhiều để thay đổi chúng. Bởi khi chúng đã xuất hiện trước mặt bạn, là bạn đã thật sự tin vào chúng. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu bạn dành thời gian để cảm thấy tốt đẹp ngay từ đầu. Bạn có thể thay đổi mọi thứ trong đời mình bằng cách thay đổi cách cảm nhận, nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều nếu những điều tốt đẹp đến với bạn từ đầu hay sao? Hãy quan sát bộ phim về đời bạn. Cuộc sống rất nhiệm màu. Những gì có thể xảy ra trong một ngày có thể còn nhiệm màu hơn cả một bộ phim khoa học viễn tưởng mà bạn đã từng xem. Nhưng để làm được điều đó, bạn phải theo dõi điều gì đang xảy ra với sự tập trung như lúc bạn xem một bộ phim vậy. Nếu bạn đang xem một bộ phim mà lại bị phân tán vì điện thoại hoặc ngủ quên, bạn sẽ bỏ lỡ những điều đang xảy ra. Và bộ phim đời bạn cũng vậy, liên tục được trình chiếu trên màn hình cuộc sống mỗi ngày. Nếu bạn cứ ngủ gà, ngủ gật và không chịu thức tỉnh, bạn sẽ bỏ lỡ những thông điệp và những sự đồng diện đang liên tục giao tiếp với bạn, hướng dẫn và định hướng cho bạn trong cuộc sống. Cuộc sống đang phản hồi bạn, cuộc sống đang giao tiếp với bạn. Không gì là tình cờ hay ngẫu nhiên,
Mỗi thứ đều có tần số riêng. Và khi điều đó xảy đến với đời bạn, thì nghĩa là điều đó và bạn đang có cùng tần số. Mọi điều bạn thấy, mọi dấu hiệu, màu sắc, con người, sự vật, mọi điều bạn nghe được, mọi tình huống và sự kiện xảy ra với bạn đều đang cùng tần số với bạn. Những dữ kiện về sự kết nối này rất đáng kinh ngạc, đến nỗi ta cảm thấy như thể đấng sáng tạo đã tự mình thiết kế cả thế giới này bằng điện. Nikola Tesla, 1856-1943, người phát minh radio và dòng điện xoay chiều. Bạn biết rằng khi đang lái xe mà gặp phải một chiếc xe cảnh sát, bạn sẽ đột nhiên trở nên cảnh giác hơn. Đó có lý do để chiếc xe cảnh sát xuất hiện ở đó. Và hình như cuộc sống đang muốn nói với bạn rằng, hãy cảnh giác hơn. Nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát có thể mang nhiều ý nghĩa hơn thế với bạn. Nhưng bạn phải đặt ra câu hỏi, sự việc này đang ngụ ý gì? Thì mới nhận được câu trả lời, cảnh sát tượng trưng cho luật lệ, trật tự, và vì thế chiếc xe cảnh sát có thể là thông điệp cho thấy một điều gì đó đang lộn xộn trong đời bạn. Chẳng hạn như, bạn quên gọi lại cho bạn mình, hoặc không cảm ơn khi ai đó làm điều tốt cho mình. Khi bạn nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu, điều đó nghĩa là gì? Có phải sự việc này đang nhắc bạn nên biết ơn vì sức khỏe mình đang có? Có phải sự việc này đang nhắc bạn nên bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn cuộc sống vì những người xung quanh bạn vẫn đang mạnh khỏe? Khi bạn thấy một chiếc xe cứu hỏa băng qua mình, đang hú còi và chớp đèn, sự việc này đang muốn nói gì với bạn? Phải chăng có một ngọn lửa đang cháy ở đâu đó trong cuộc sống của bạn và bạn cần dập tắt? Hay bạn cần tiếp thêm lửa cho tình yêu? Chỉ bạn mới hiểu được ý nghĩa của những điều xảy đến với đời mình. Nhưng bạn cần tinh ý để nhận thấy những điều xảy ra xung quanh mình và để có thể đặt ra cho bản thân những câu hỏi và giải được ý nghĩa của thông điệp dành cho mình. Bạn đang liên tục nhận được những thông điệp và phản hồi từ cuộc sống, và bạn vẫn luôn nhận những thông điệp như thế trong suốt cuộc đời mình. Mỗi khi tôi nghe thấy điều gì, dù chỉ là những lời thoại từ cuộc nói chuyện của hai người lạ đang đứng gần, nếu tôi có thể nghe thấy lời họ, nghĩa là chúng mang một ý nghĩa gì đó trong đời tôi. Những lời thoại ấy chính là thông điệp dành cho tôi. Chúng có liên quan đến tôi và chúng đang cho tôi sự phản hồi về cuộc sống của mình. Nếu tôi đang đi xe và chú ý đến một biển báo và đọc những từ ngữ ghi trên đó, thì những từ ngữ ấy cũng là thông điệp dành cho tôi. Chúng liên quan đến tôi bởi vì tôi và chúng đang ở cùng tần số. Nếu tôi ở cùng một tần số khác, chắc hẳn tôi đã không chú ý đến tấm biển báo này, và tôi cũng không thể nghe được cuộc nói chuyện nọ. Mỗi thứ tồn tại xung quanh tôi đều đang muốn nói điều gì đó với tôi, đang liên tục cho tôi những phản hồi và thông điệp. Nếu tôi nhận thấy rằng những người xung quanh mình không cảm thấy hạnh phúc hay không cười nhiều như mọi khi, tôi biết rằng tần số cảm xúc của mình đang giảm. Và ngay lập tức, tôi nghĩ đến những điều mình yêu thích, từng thứ một, cho đến khi cảm thấy tốt đẹp hơn. Ta phải là sự thay đổi mà ta ước mong nhìn thấy trên thế giới. Mahatma Gandhi, nhà lãnh đạo chính trị Ấn Độ, 1869-1948. Biểu tượng bí mật của bạn. Bạn có thể chơi đùa với luật hấp dẫn bằng cách yêu cầu được nhìn thấy những bằng chứng hữu hình của sức mạnh tình yêu. Hãy nghĩ đến điều gì đó bạn yêu thương và biến nó thành biểu tượng của bạn về sức mạnh tình yêu. Mỗi khi nhìn thấy hay nghe thấy biểu tượng của mình, bạn sẽ biết sức mạnh tình yêu đang ở ngay cạnh bạn. Biểu tượng của tôi là những tia sáng lung linh, và vì thế khi nhìn thấy ánh mặt trời
hay thứ gì đó đang phản chiếu ánh sáng mặt trời, hoặc khi tôi nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh, thì tôi biết sức mạnh tình yêu đang ở bên tôi, khi tôi đang say đắm trong niềm vui và tình yêu thương. Tôi nhìn thấy mọi thứ xung quanh đều đang phản chiếu ánh sáng. Chị gái tôi sử dụng cầu vồng làm biểu tượng, và khi chị ấy chìm đắm trong tình yêu và lòng biết ơn, thì dù nhìn đi đâu chăng nữa, chị cũng thấy đủ loại cầu vồng xung quanh chị. Bạn có thể dùng ngôi sao, vàng, bạc hoặc màu sắc, động vật, chim, cây, hoa mà bạn yêu thích để làm biểu tượng. Bạn cũng có thể chọn những từ ngữ hoặc âm thanh nào đó làm biểu tượng bí mật của bạn. Chỉ cần đảm bảo rằng khi chọn, bạn sẽ chọn một thứ bạn thật sự yêu thích và đam mê. Nếu muốn, bạn cũng có thể chọn một biểu tượng để làm dấu hiệu cảnh báo từ sức mạnh tình yêu, cảnh báo rằng bạn phải chú ý hơn. Và thực ra, bạn cũng luôn nhận được những thông điệp và lời cảnh báo. Khi bạn đánh rơi vật gì đó, khi bạn trượt ngã, khi quần áo bị vướng, khi bạn đâm sầm vào một thứ gì đó, tất cả đều là những lời cảnh báo và thông điệp nhắc bạn ngừng ngay những điều mình đang nghĩ và cảm nhận. Trong cuộc sống không có sự tình cờ hay ngẫu nhiên, mọi thứ đều được đồng bộ hóa, bởi mọi thứ đều có tần số của mình. Nó đơn giản là cách vận hành của cuộc sống và vũ trụ. Khi tôi nhìn vào hệ mặt trời, tôi thấy rằng trái đất nằm cách mặt trời đúng một khoảng, đủ để nhận được lượng nhiệt và ánh sáng phù hợp. Điều này không ngẫu nhiên xảy ra. Newton, nhà toán học và vật lý học 1643-1727. Cuộc sống thật mầu nhiệm. Tình yêu và tôi có một mối quan hệ, đó là mối quan hệ nhiệm màu và thú vị nhất mà bất kỳ ai đều có thể có được. Tôi muốn chia sẻ với bạn về cách tôi đã sống mỗi ngày như thế nào với sự hiểu biết thế này. Khi tôi thức dậy vào mỗi buổi sáng, tôi biết ơn vì mình vẫn đang sống và vì mọi người và mọi thứ trong cuộc sống của mình. Tôi dành ra 15 phút mỗi sáng để cảm nhận tình yêu và gửi yêu thương vào thế giới. Tôi tưởng tượng một ngày của mình. Tôi tưởng tượng và cảm nhận tình yêu dành cho một ngày tươi đẹp. Tôi tưởng tượng và cảm nhận tình yêu dành cho mỗi điều tốt lành trong ngày trước khi tôi bắt đầu ngày mới. Tôi đặt sức mạnh của tình yêu vào trong mọi việc tôi làm bằng cách cảm nhận tình yêu trong tôi nhiều đến mức có thể trước khi tôi bắt đầu. Tôi không mở mail hoặc các gói bưu phẩm. Tôi không gọi hoặc nghe những cuộc điện thoại quan trọng nếu lúc đó tôi không có được cảm xúc tốt. Khi thay đồ vào buổi sáng, tôi cảm thấy một sự biết ơn to lớn dành cho trang phục của mình. Để tiết kiệm thời gian, tôi cũng hỏi một câu, đâu là bộ đồ hoàn hảo cho ngày hôm nay? Cách đây vài năm, tôi quyết định chơi đùa với luật hấp dẫn và tủ quần áo của mình. Thay vì phải tìm xem chiếc váy nào phù hợp với chiếc áo nào, đôi khi tôi còn mặc chúng vào và lại cởi ra vì chúng không hợp nhau. Điều này lại thu hút thêm nhiều sự việc không hiệu quả nữa. Tôi đã quyết định giao việc lựa chọn trang phục cho nguồn lực tình yêu. Và tất cả những gì tôi phải làm là tưởng tượng xem mình sẽ cảm thấy như thế nào khi mọi thứ tôi mặc đều tuyệt vời. Sau khi tưởng tượng và cảm nhận điều đó, tôi đặt ra câu hỏi, tôi sẽ mặc gì ngày hôm nay? Và bây giờ tôi cảm thấy rất vui sướng vì trang phục của tôi luôn rất đẹp và tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Tôi luôn để tâm khi xuống phố và chú ý đến những người đi ngang qua. Tôi gửi đi những suy nghĩ và cảm xúc yêu thương. Đến càng nhiều người càng tốt. Tôi nhìn vào gương mặt của mỗi người, cảm nhận tình yêu bên trong tôi và tưởng tượng rằng họ đang cảm nhận được tình yêu. Tôi biết rằng sức mạnh tình yêu chính là nguồn gốc của tất cả tiền bạc. Các mối quan hệ hạnh phúc, sức khỏe tràn đầy và bất cứ điều gì chúng ta muốn. Thế nên tôi đã trao cho mọi người tình yêu,
Bởi vì tôi biết khi làm thế, tôi đang gửi họ mọi điều họ cần đến. Khi tôi thấy một người có vẻ như có nhu cầu cụ thể, không có đủ tiền để mua thứ gì đó họ thích chẳng hạn, tôi gửi họ những ý nghĩ về sự dư giả tiền bạc. Nếu một người có vẻ buồn bực, tôi sẽ gửi họ niềm hạnh phúc. Nếu ai đó có vẻ căng thẳng và đang vội vã, tôi gửi họ những ý nghĩ về niềm vui và sự bình yên. Cho dù đang mua sắm cho một cửa hàng tạp hóa, đang đi bộ dưới phố hay đang lái xe, mỗi khi tôi đang ở trong cùng một không gian với những người khác, tôi sẽ dùng hết sức mình để gửi đi càng nhiều yêu thương càng tốt. Tôi cũng biết rằng mỗi khi tôi nhìn thấy một người đang có một nhu cầu cụ thể, thì đó cũng là thông điệp dành cho tôi, rằng tôi cần biết ơn vì mình có đầy đủ tiền bạc, hạnh phúc, sự bình yên và niềm vui trong cuộc sống. Khi ở trên máy bay, tôi gửi tình yêu đến tất cả mọi người. Khi ở trong nhà hàng, tôi gửi tình yêu đến mọi người ở đó và đến cả thức ăn. Khi đang làm việc với các công ty và các tổ chức, hoặc khi đang mua sắm trong các cửa hàng, tôi đều gửi yêu thương cho tất cả những người ở những nơi đó. Khi tôi lên xe và đi đến một nơi nào đó, tôi tưởng tượng việc mình trở về nhà vui vẻ và bình an, và tôi nói cảm ơn. Khi tôi chuẩn bị lái xe, tôi đặt câu hỏi rằng đâu là con đường tốt nhất. Mỗi khi vào hay ra khỏi nhà, tôi gửi lời cảm ơn đến ngôi nhà. Khi tôi mua sắm trong siêu thị, tôi hỏi rằng mình còn cần thứ gì nữa và có phải tôi đã có tất cả rồi không? Và tôi luôn luôn nhận được câu trả lời. Theo lẽ tất nhiên, tri thức là chiếc ổ khóa và chìa khóa chính là câu hỏi. Mỗi ngày tôi đều hỏi rất nhiều câu hỏi, có khi đến hàng trăm câu hỏi. Tôi hỏi rằng, hôm nay tôi đang làm mọi việc như thế nào? Tôi nên làm gì trong tình huống này? Quyết định tốt nhất của tôi lúc này là gì? Giải pháp cho vấn đề này là gì? Lựa chọn tốt nhất cho mình lúc này là gì? Công ty này hay người này có phải là lựa chọn đúng không? Làm thế nào để cảm thấy tốt đẹp hơn? Làm thế nào để đẩy mức cảm xúc của mình lên cao hơn nữa? Tôi cần dành tình yêu vào nơi nào ngày hôm nay? Điều gì tôi cần biết ơn? Khi đặt câu hỏi, bạn đang cho đi câu hỏi đó, và bạn nhất định nhận lại câu trả lời. Nhưng bạn phải tinh ý và chú tâm để nhìn thấy hoặc nghe thấy câu trả lời. Bạn có thể nhận được câu trả lời khi đang đọc, đang nghe hay đang mơ về một điều gì đó. Đôi khi đột nhiên, bạn sẽ tự biết câu trả lời. Nhưng một điều chắc chắn là bạn sẽ luôn nhận được câu trả lời. Nếu tôi lạc mất thứ gì đó, chẳng hạn như chìa khóa, tôi sẽ hỏi, chìa khóa mình ở đâu? Và tôi luôn luôn nhận được câu trả lời. Nhưng không chỉ có vậy, khi đã tìm thấy chìa khóa, tôi lại hỏi mình, sự việc này muốn nói lên điều gì? Nói cách khác là tại sao tôi lại lạc mất chìa khóa của mình? Mọi thứ đều có lý do của nó, và không có gì là tình cờ hay ngẫu nhiên cả. Đôi khi, câu trả lời mà tôi nhận được là, chậm lại nào, bạn đang vội vã đấy. Đôi khi câu trả lời là, ví của bạn hiện không nằm trong giỏ sách, và tôi tìm quanh phòng thì thấy chùm chìa khóa và cả chiếc ví của mình. Đôi khi tôi không nhận được câu trả lời ngay lập tức, nhưng khi đang bước ra khỏi cửa, điện thoại reo và tôi nhận được tin cuộc hẹn của mình đã bị hủy. Ngay lập tức, tôi nhận ra rằng việc lạc mất chìa khóa xảy ra là vì một lý do tích cực. Tôi yêu cách sống vận hành, nhưng tôi không thể nhận được bất kỳ câu trả lời hay sự phản hồi nào nếu không đặt câu hỏi. Đôi khi trong cuộc sống, quẳng cho tôi một việc rắc rối, nhưng tôi biết rằng điều đó xảy ra là vì tôi đã thu hút nó. Tôi luôn luôn tự hỏi rằng tôi đã thu hút một vấn đề đến với mình như thế nào và rút ra bài học cho bản thân
để tôi không còn lặp lại điều đó nữa. Để đáp lại những gì mình nhận được, tôi trao yêu thương cho thế giới càng nhiều càng tốt. Tôi tìm kiếm mặt tốt đẹp nơi mọi người và mọi vật. Tôi biết ơn vì mọi thứ. Và khi tôi cho đi yêu thương, tôi cảm thấy nguồn lực tình yêu lướt qua mình, dâng tràn niềm vui và yêu thương trong tôi đến mức ngạt thở. Thậm chí, ngay cả khi bạn đang cố gắng gửi yêu thương cho mọi thứ để đền đáp cho những gì mình nhận được, thì sức mạnh tình yêu cũng sẽ nhận những yêu thương đó lên gấp bội và trả lại bạn nhiều yêu thương hơn nữa. Chỉ cần một lần trải nghiệm điều này thôi, con người bạn sẽ hoàn toàn đổi khác. Tình yêu sẽ làm mọi điều cho bạn. Bạn có thể khai thác sức mạnh tình yêu để giúp bạn đạt được bất kỳ điều gì trong cuộc sống. Bạn có thể ủy thác cho nó những điều mình cần nhớ và yêu cầu sức mạnh tình yêu nhắc bạn vào đúng lúc. Bạn có thể biến sức mạnh tình yêu thành đồng hồ báo thức để đánh thức bạn bất cứ lúc nào bạn muốn. Sức mạnh tình yêu sẽ là trợ lý riêng, là người quản lý tài chính, là huấn luyện viên sức khỏe, là tư vấn viên về các mối quan hệ và sẽ giúp bạn quản lý tiền bạc, cân nặng, thức ăn, các mối quan hệ hay bất cứ nhiệm vụ nào bạn muốn giao cho nó. Nhưng nó chỉ làm điều này cho bạn nếu bạn có thể hợp nhất với chúng bằng tình yêu, sự trân trọng và lòng biết ơn. Nó chỉ có thể làm những điều này cho bạn nếu bạn kết hợp các nguồn lực thông qua tình yêu và thoát khỏi nỗi sợ phải tự mình kiểm soát hết mọi việc. Khi niềm tin của bạn ngày càng vững chắc, bạn sẽ nhận thấy bạn không còn cần đến ý thức kiểm soát nữa, rằng mọi thứ sẽ trôi theo dòng chảy của chúng, và bạn cũng sẽ trôi theo dòng chảy đó để đến với những niềm vui và lợi ích tuyệt vời. Hãy hợp nhất các nguồn lực với nguồn lực vĩ đại nhất cuộc sống và với bất kỳ điều gì mà bạn muốn sức mạnh tình yêu làm cho bạn. Hãy tưởng tượng và cảm nhận rằng mình đã có được điều đó với tình yêu và lòng biết ơn tuyệt đối. Bạn sẽ được tọa nguyện. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn và nghĩ về mọi thứ mà sức mạnh tình yêu có thể làm cho bạn. Sức mạnh tình yêu chính là trí khôn của cuộc sống và vũ trụ. Nếu bạn có thể hình dung về một trí khôn có khả năng tạo ra một bông hoa hay một tế bào trong cơ thể con người, bạn sẽ thấy rõ rằng sẽ không có câu hỏi nào bạn đưa ra lại không có câu trả lời hoàn hảo cho bất kỳ tình huống nào. Tình yêu sẽ làm mọi điều cho bạn, nhưng bạn phải hợp nhất với tình yêu, với sự giúp sức của tình yêu để nhận thấy sức mạnh của tình yêu hiện diện trong cuộc sống của bạn. Điều đó có tạo ra sự khác biệt gì không? Từ sự hỗn loạn tìm ra sự đơn giản, từ sự không phù hợp tìm ra sự hòa hợp, trong sự khó khăn luôn tiềm ẩn cơ hội. Albert Einstein, nhà vật lý học đoạt giải Nobel 1879-1955. Nếu tâm trí bạn phải bận rộn với quá nhiều chi tiết, thì những tiểu chi tiết nhỏ đó sẽ khiến bạn phân tâm và kéo bạn xuống. Bạn không thể chuyên chú vào việc cảm thấy tốt đẹp nếu cứ mãi luẩn quẩn về những chi tiết nhỏ không mấy quan trọng. Đời bạn có thay đổi gì không nếu bạn phải mang quần áo đến tiệm giặt ủi trước khi họ đóng cửa? Đời bạn có thay đổi gì không nếu đội thể thao của bạn không thắng cuộc tuần này, luôn có tuần sau mà? Đời bạn có thay đổi gì không nếu bạn lỡ chuyến xe buýt? Đời bạn có thay đổi gì không nếu cửa hàng tạp hóa đã hết cam? Đời bạn có thay đổi gì không nếu bạn phải đứng xếp hàng trong vài phút? Và trong vòng xoay vĩ đại của vạn vật, những điều nhỏ nhặt ấy có khiến đời bạn thay đổi không? Những tiểu tiết sẽ khiến bạn phân tâm và nó có thể phá hủy cuộc đời bạn. Nếu bạn chú ý quá nhiều đến những chi tiết không quan trọng như thế, bạn sẽ chẳng thể nào cảm thấy tốt đẹp. Không gì trong số đó ảnh hưởng đến kế hoạch của cuộc đời bạn. Không gì cả. Hãy đơn giản hóa cuộc sống.
Hãy làm thế để bảo vệ những cảm xúc tốt đẹp. Hãy làm thế vì một khi tống khứ được những điều tiết ấy, bạn sẽ tạo ra được không gian cho mọi điều bạn muốn có được trong cuộc đời mình. Bạn gán ý nghĩa cho cuộc sống. Bạn gán ý nghĩa cho mọi điều trong cuộc sống. Không tình huống nào tự bản thân nó mang theo ý nghĩa tốt hay xấu. Mọi thứ đều là trung tính. Cầu vồng và sấm sét không tốt cũng không xấu. Chúng chỉ đơn giản là cầu vồng và sấm sét mà thôi. Chính bạn gán ý nghĩa cho cầu vồng hoặc bằng cách bạn cảm nhận về nó. Bạn gán ý nghĩa qua sấm sét cũng qua cách bạn cảm nhận về nó. Bạn gán ý nghĩa cho mọi thứ thông qua cách bạn cảm nhận. Một công việc không tốt hay tồi, đó chỉ là một công việc. Nhưng cách bạn cảm nhận về công việc sẽ quyết định công việc đó là tốt hay tồi đối với bạn. Một mối quan hệ không tốt hay xấu, đó chỉ là một mối quan hệ. Nhưng cách bạn cảm nhận về một mối quan hệ đó sẽ quyết định nó là tốt hay xấu đối với bạn. Không có gì là tốt hay xấu cả, nhưng suy nghĩ khiến chúng thành ra thế. William Shakespeare, 1564-1616, nhà soạn kịch người Anh. Nếu ai đó làm hại người khác, chắc chắn luật hấp dẫn sẽ phản hồi người đó. Nếu có thể sử dụng cảnh sát hay luật pháp hay bất kỳ cách gì khác để trả lại người đó chính xác những gì mà họ đã gây ra. Nhưng có một điều chắc chắn với luật hấp dẫn là chúng ta nhận lại những gì mình đã cho đi. Nếu bạn nghe tin ai đó bị người khác hãm hại, hãy đồng cảm với người bị hại, nhưng đừng phán xét một ai hết. Nếu bạn phán xét người nào đó và nghĩ rằng họ người xấu, thì lúc đó bạn không trao yêu thương. Và nếu bạn nghĩ rằng ai đó là người xấu, thì hệ quả là bạn đã đính mác xấu xa đó cho mình. Một điều bạn cho đi thì bạn đều nhận lại. Khi bạn cho đi những cảm xúc tiêu cực về người khác, bất kể họ đã làm gì, những cảm xúc tiêu cực đó sẽ trở lại với bạn. Chúng trở lại với nguồn lực tương đương những gì bạn đã cho đi. Bạn tạo ra những tình huống, những tình cảnh tiêu cực trong cuộc sống của bạn. Không có lời bào chữa nào đối với sức mạnh tình yêu. Một cuộc sống chan chứa tình yêu với mọi thứ xung quanh là một cuộc sống viên mãn, giàu có và sẽ không ngừng phát triển trong đẹp đẽ và mạnh mẽ. Ralph Waldo Emerson, 1866-1958. Tình yêu là sức mạnh của thế giới. Sức mạnh tình yêu không hề có đối tượng. Trong cuộc sống này chỉ tồn tại sức mạnh tình yêu, không có sức mạnh của sự tiêu cực. Vào thời xa xưa, sự tiêu cực đôi khi được miêu tả là ma quỷ hay xấu xa, bị cám dỗ bởi ma quỷ hay những điều xấu xa, thực ra là bị cám dỗ bởi những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Thay vì đứng vững trong sức mạnh tình yêu, không hề có sức mạnh của sự tiêu cực, chỉ có duy nhất một sức mạnh, và đó là sức mạnh tình yêu. Tất cả những điều tiêu cực bạn thấy trong thế giới sẽ luôn 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 là biểu hiện của sự thiếu vắng tình yêu. Dù sự tiêu cực ấy ngự trị trong một người, một nơi chốn, một hoàn cảnh hay một sự kiện, thì đó vẫn luôn là biểu hiện của sự thiếu vắng tình yêu. Không hề có sức mạnh của nỗi buồn. Nỗi buồn là sự thiếu vắng hạnh phúc, và tất cả niềm vui đều phát xuất từ tình yêu. Không có sức mạnh của sự thất bại. Sự thất bại là sự thiếu vắng thành công. Và tất cả thành công đều bắt nguồn từ tình yêu. Không có sức mạnh của bệnh tật. Bệnh tật là sự thiếu vắng của sức khỏe. Và tất cả sức khỏe đều đến từ tình yêu. Không có sức mạnh của sự nghèo khổ. Sự nghèo khổ là sự thiếu vắng cảnh sung túc. Và tất cả cảnh sung túc cũng phát xuất từ tình yêu. Tình yêu chính là sức mạnh tích cực của cuộc sống. Và mọi tình trạng tiêu cực luôn luôn xuất phát từ sự thiếu vắng của tình yêu. Khi con người đạt đến điểm chuyển, khi họ cho đi tình yêu nhiều hơn sự tiêu cực,
chúng ta sẽ thấy sự tiêu cực biến mất khỏi thế giới với tốc độ cực nhanh. Hãy tưởng tượng xem, mỗi lần bạn chọn trao gửi yêu thương, tình yêu của bạn đang góp phần chuyển đổi toàn bộ thế giới thành tích cực. Một số người tin rằng giờ đây chúng ta đang ở rất gần điểm chuyển. Dù điều họ tin có đúng hay không, thì hơn bao giờ hết, giờ là lúc cho đi tình yêu và sự tích cực. Hãy làm điều đó vì cuộc đời bạn, hãy làm điều đó vì đất nước, hãy làm điều đó vì thế giới. Khi tâm đã định, đời sống cá nhân sẽ được nuôi dưỡng. Khi đời sống cá nhân được nuôi dưỡng, đời sống gia đình sẽ đi vào nề nếp. Khi đời sống gia đình đi vào nề nếp, đời sống cả nước sẽ đi vào trật tự. Và khi đời sống cả nước đi vào trật tự, thế giới sẽ bình yên. Khổng Tử 551-479 trước Công Nguyên, nhà triết học người Trung Quốc. Bạn có rất nhiều sức mạnh trong thế giới này vì bạn có rất nhiều tình yêu để cho đi. Châm ngôn sức mạnh. Mọi thứ đều có tần số, tất cả mọi thứ và bất kỳ điều gì bạn cảm nhận đều đang dẫn lối mọi thứ có cùng tần số vào trong cuộc sống của bạn. Cuộc sống đang phản hồi bạn, cuộc sống đang giao tiếp với bạn. Mọi điều bạn thấy, mọi dấu hiệu, màu sắc, con người, sự vật, mọi điều bạn nghe được, mọi tình huống và sự kiện đều đang ở cùng tần số với bạn. Khi bạn cảm thấy hạnh phúc và bạn cứ cảm thấy hạnh phúc như thế, thì chỉ những người, những khung cảnh và những sự kiện vui vẻ mới có thể bước vào cuộc sống của bạn. Trong cuộc sống không gì là tình cờ hay ngẫu nhiên, mọi thứ đều được đồng bộ hóa, bởi mọi thứ đều có tần số. Đó đơn giản là cách vận hành của cuộc sống và vũ trụ. Nghĩ về điều gì đó bạn yêu thương và biến nó thành biểu tượng cho sức mạnh tình yêu. Mỗi khi bạn nhìn thấy hay nghe thấy biểu tượng của mình, bạn sẽ biết sức mạnh tình yêu đang ở bên cạnh bạn. Đặt sức mạnh tình yêu vào trong mọi việc bạn làm. Hãy tưởng tượng mọi chuyện trong ngày sẽ diễn ra tốt đẹp và cảm nhận tình yêu bên trong bạn càng nhiều càng tốt trước khi bắt đầu làm điều gì đó. Đặt câu hỏi mỗi ngày. Khi đặt câu hỏi, bạn đang cho đi một câu hỏi và bạn nhất định nhận lại câu trả lời. Khai thác sức mạnh tình yêu để giúp bạn đạt được mọi điều trong cuộc sống. Sức mạnh tình yêu sẽ là trợ lý riêng, là người quản lý tài chính, là huấn luyện viên sức khỏe, là tư vấn viên về các mối quan hệ. Nếu tâm trí bạn phải bận rộn với quá nhiều chi tiết, thì những chi tiết đó sẽ khiến bạn phân tâm và kéo bạn xuống. Hãy đơn giản hóa cuộc sống, đừng coi trọng những chi tiết nhỏ, chúng có tạo nên sự khác biệt gì không? Sức mạnh tình yêu không hề có đối tượng. Trong cuộc sống này chỉ tồn tại sức mạnh tình yêu. Mọi sự tiêu cực bạn thấy trong thế giới sẽ luôn luôn, luôn luôn là biểu hiện của sự thiếu vắng tình yêu. Chúc mừng bạn đã nhận được những giá trị vô cùng tuyệt vời từ cuốn sách. Bạn hãy mua sách giấy để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Nhấn vào subscribe và hình quả chuông bên dưới để nhận được những video tiếp theo.